1 2 3 1 2 3 Phải bảo vệ Mimi nha. Nó một xuống mẹ ba xong nó không một xuống lại. Gà là không có ngồi xuống con. Như là Mimi đói rồi đó. Mình đem Mimi lên trên để kiếm đồ ăn cho Mimi. Rồi cho bước lên tay đi. Rồi vô nhẹ nhẹ thôi. Đem kiếm đồ ăn cho Mimi nha. Mio kiếm đồ ăn cho Mimi đi. Góc biển có biển được không? Góc biển hả? Góc biển Mimi ăn được không? Không. Được mà. Được mà Mimi. Mimi ăn được không? Lớn quá Mimi ăn đâu được. Mimi nhỏ xíu xíu. Xíu nhỏ. Chưa đâu bạn đâu. Tớ ngựa thủ. Thấy chưa? Đâu có thèm ăn. Lấy bánh mì nhỏ thử xem. Đó, thử xem. Con nghĩ là cái này con thường ăn Mimi ăn không? Không đâu bạn đâu. Thế thì thường ngày Mio thường ăn hay ăn gì nè? Trứng. Dạ con ăn trứng. Thường ngày ăn mẹ làm cho Mio cái gì ăn nè? Mio hả? Ừ. Thịt mà trứng. Thịt ăn với cái gì? Mày cơm. Ăn cơm. Thế ba làm thử nha. Giờ ba sẽ làm một cái món này, có thể Mimi có ăn không nha. Con canh chừng Mimi đi. Mimi ơi! Mimi ơi!
Tao biết rồi, ba đang làm nè, tao thử Mimi ăn không nè. Mimi giờ coi nè. Mimi. Đố mi đó là gì? Cơm. Hạt gạo. Gạo mình nấu thành cơm. Đẹp mê chưa? Mới là gạo thôi. Chắc không? Chưa. Xin nó không không nhai hả? Xin nó không nhai. Gà không có nhai. Con vịt cũng không nhai luôn. Giờ nè, mày chỉ mi vô nè. Rồi, để xác xuống cho Mimi ăn nè. Mimi ăn đi con. Đây nè. Con gọi cho nó ăn thì Mimi mới tới ăn. Trời ơi. Ăn đi đó. Thấy chưa? Mày thấy làm sao? Mày thấy làm sao? Không. Con nhột hả? Có mình nó chỉ cần con nhột thôi. Thấy không? Đó, ăn gần hết luôn kìa. Con ăn khác rồi. Đó, ăn gần hết rồi thấy chưa? Yeah. Mimi còn nhỏ cho nên dễ bị lạnh lắm. Mình phải làm một cái nhà cho Mimi ở. Con thấy sao? Được không? Bây giờ con bắt Mimi vô, bỏ cho trong cái lồng kia đỡ đi. Rồi mình làm cái nhà cho Mimi. Thế nên con nghĩ là Mio nên trải nghiệm cái việc là chăm sóc một con vật nuôi như thế nào trong nhà. Tiếp xúc với những con vật như vậy, thứ nhất là để hình thành tính cách, một sự yêu thương động vật hơn. Đi rửa mặt nha. Đi rửa mặt trước xong rồi mới đi chơi sao nha. A chu. Ở đây khác trên nhà mình lắm đó nha con. Nha. Nhưng mà nước sạch lắm á. Đừng có sợ nha. Thời gian này là cái thời gian mà lịch giãn ra rất là nhiều, cho nên là Nghiệp dẫn cả gia đình xuống nhà một người quen ở dưới Vĩnh Long để mà mình được chơi nè, để mình được thoải mái và mình có thể dưỡng sức cho những cái ngày tiếp theo để mình làm việc. Trời ơi, con này bự như vậy. Sao giống bồ câu gà rồi. À, con phá cho một tâm thả cho chi bồ câu ăn đi. Đó, có gì nông sản làm lắm. Đó. Cho bồ câu ăn đi. Nè. Để đó. Để cái đỡ thôi. Đó. Cho bồ câu ăn đi. Rồi, con dục xuống, con dục ở đây nè. Dục ở đây cũng được, bồ câu vô nè. Rồi, đó. Đừng ăn nha. Ông Sáu con này dễ bắt không ông Sáu? Dễ bắt. Bây giờ là cho ông Sáu lên nè. Bắt thử nè. Dễ lắm. Ông Sáu biểu diễn bắt. Cho con coi một cái để con biết cách con bắt đi. Wow. Quá dữ. Ủa con. Dạ con coi. Cái thì nó mổ hả? Còn bây giờ nó ba cặp cánh đại. Đúng không đại bàn không nha? Quá vui. Đây là cái đầu.
cái bàn. Con muốn bắt thử con bồ câu gà. Con câu gà nó bự quá ha. Con kêu bồ câu lại mâm mâm đi. Con kêu bồ câu lại mâm mâm đi. Đó, con kêu bồ câu. Con kêu bồ câu lại mâm mâm nè. Thôi nha, nha. Đợi nó gần một xíu nè. Ghê quá à. Ghê quá à, con gà nào có gì đâu mà sợ. Bồ câu giờ khi giờ bắt không được. Còn con nào dễ bắt hơn không sao? Chỉ con nào dễ bắt kia. Rồi chịu dẫn ra kia bắt. Dạ, con gì phải sao? À, có gì chịu ra mới biết à. Con này rất dễ bắt hơn hả, à, phải sao? Con bự hả, phải sao ha? Bự gì lắm à. Dạ, chịu chịu coi. Con này rất dễ bắt hơn hả, à, phải sao? Trong đó là gà hay là mấy con công vậy? Mấy con tâm. Con gà gì mà bự quá vậy? Gà lôi nó còn tâm ơi. Làm sao mà bắt? Quá 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 quá. Có vẻ khó bắt lắm á Hùng Tâm. Không có dễ bắt gà đâu. Nên chúng ta tự bắt nhau đi. Chúng ta tự bắt nhau nè. Ơi ơi gà ơi. Hùng Tâm kêu đi con. Hùng Tâm kêu gà kêu đi con. Gà này khó bắt quá cô. Cho nó lùa hoài, cho nó ăn mà nó không chịu ăn. Nhưng nó sợ người lạ. Rồi dí vào bắt sao? Dạ. Bà bả bắt con gà này nha. Thằng Tâm tôi gặp quấy gà luôn nè. Dí vào nước này dễ bắt nó lắm nè. Dạ. Cô bắt được ai vậy? Tại bữa nay nó lạ chứ cô cho ăn nó rỉa tay con lắm á. Vậy hả con? Trời ơi. Vui quá. Bà bá đã bắt được con gà rồi. Cảm ơn cô. Không có cô là bắt không được con gà này rồi. Mình xách con gà này về. Rồi mình làm cháo ăn. Nha, con Tâm. À, gà, có con gà rồi nè Hùng Tâm. Hùng Tâm ơi, Hùng Tâm có sợ không? Đi. Cuối cùng bà bá đã bắt được con gà. Đi, bây giờ chúng ta về nha. Đi ăn con gà này thôi. Ủa, anh bắt hay là trợ giúp của ai vậy? Anh bắt á. Thôi, anh nghe quá. Tâm nổi trong đó. Xong rồi cuối cùng bỏ Hùng Tâm ra ngoài lấy cái gỗ chụp con gà lại. Ủa sao? Vậy Hùng Tâm với gà như nhau. Trời ơi. Bây giờ anh giữ Hùng Tâm em làm gà đi. Thôi không biết làm. Không biết làm. Không em không có biết làm. Đi
Vậy giờ ai làm? Xem một lần đi. Không. Xem nghe. Không. Em vô tắm cho ông Tâm. 7 giờ 300 ông Tâm chơi với chuồng gà phải không? Thôi. Vậy anh làm nha. Cẩn thận củi lửa nha. Không có sao đâu. Anh phải làm được tất cả. À, ghê quá. Rồi mình đi vô. Bà ghê quá. Á chú. Con đi vô thôi. Bây giờ xử lý con gà này sao ta? Con là con đầu tiên mà chú Nghiệp xử con đó nha. Ok rồi. Chưa. Trời ơi. Bây giờ chắc giả mồ cho nó sổng đi đi. Trời quá. Tội nghiệp quá. Em không dám bắt một cái lông cổ của nó. Bởi vì Nghiệp cứ nghĩ là mình bứt cái lông của mình thôi, mình còn đau nữa, làm sao mình bứt cái lông con gà được. Dùng hết sức của mình để mà bứt nó, phải xin lỗi nó nữa. Cho nên là Nghiệp nghĩ là cái điều đó là cái điều mà chắc không bao giờ Nghiệp quên luôn. Này con cứ giống này mà tiếc không? À, cái này biết. Đúng rồi, dương miệng nè. Cái này là dương miệng nè. À, cái này có biết nàng Bạch Tuyết không? Wow, được rồi. Hôm nay ta sẽ kể cho cái này nghe câu chuyện nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn. Cái này đâu rồi? Ấy, đi đâu đi? Nè, chuẩn bị coi nàng Bạch Tuyết xuất hiện ra. Rồi, nói đi. Rồi, ngày xưa tại một dương quốc đó, có một hoàng hậu đang mang thai, phải là một hôm mà đang mai đồ, bỗng nhiên kỳ nó chích, kỳ nó chích vào tay của bà la, ui da, thế là giọt máu lên đây. Bây giờ nè. Bây giờ ba sẽ kể chuyện cho Candy bằng cách khác nha. Ba sẽ cho Candy cái cỏ này nha. Đúng rồi. Tua này của Candy nha. Tua này của ba. Đã, chân đi. Rồi đó đi. Candy sao ra tay không hả? Dễ dàng. Chỉ sợ một tay thôi. Sơn hai tay rất là khó. Khó mà thậm chí hả? Mình sơn không có đẹp. Sơn hai tay là không đẹp. Đúng rồi. Cái này Yeah. Bây giờ nè, em đi muốn đóng vai nào, Bạch Tuyết hay đóng vai chú lùn? Cái này muốn vai chú lùn mà. Rồi ai đóng vai nào, Bạch Tuyết? Cái bạn trai em gái. Trai. Em điều xạo đúng không? Cái này biết mà. Rồi. Bây giờ lên. Là ba thứ hai. Trai. Có cái vô coi đi, mày nhẹ đó nha. Nhẹ thôi. Thôi, cái này nè. Làm sao biết đây rồi? Ngày này nó có thích không? Ngày này nó có thích không? Lần đầu tiên mà mình biết mình hồi hộp, không biết nó có hết không, nó được ổn hay không. Nhưng đây sẽ là một cái cách mà giúp cho bé có thể hiểu hơn về cái câu chuyện cổ tích
những câu chuyện cổ tích ngày xưa, thời mà của cha mẹ rất là quen thuộc. Này, chị nhà ba kêu, bác tí còn tí sẽ nghe. Bác tí ơi! Wow! Bây giờ cái gì sẽ diễn cái cảnh này, cái gì đi lạc ở trong rừng, cái gì sợ sao? Mày cứu không, mày cứu được không? Nhớ chưa? Nằm xuống. Nằm xuống. Này mà Tiết, không có ngáy. Ngủ đi. Bỗng nghe có bạn thỏ tới. Nàng Bạch Tiết ơi. À. Nàng Bạch Tiết ơi, nàng bị sao vậy? Đau bụng. Được rồi, nàng hãy đi thẳng về phía trước. Phía trước sẽ có một ngôi nhà cho nàng nha. Khoan nhà không? Cho tôi tạm một đêm được không? Rồi, được, mở cửa đi vô đi. Bà Tiết vô nè, nhìn thấy xung quanh. Ôi, toàn là đồ nhỏ xíu à. Thế là bà Tiết mới lấy đồ ăn trên bàn ăn đi. Lấy đồ ăn trên bàn ăn đi, ăn. Cóc, cóc, cóc. Hình như. Nè, hình như là nhà này có ai trong nhà mình với ta. Rồi, không cài rồi, đi vô đi. Con nói chuyện chú Lùng đi, nói chuyện chú Lùng đi. Chú Lùng nhìn thấy bà Tiết vô nhà lấy đồ ăn rồi ngủ trên giường của chú Lùng, cho nên chú Lùng khóc, đúng không? Đây, bà Tiết sẽ cho chú Lùng cái bánh. Rồi, lại nói chú Lùng nè. Chú Lùng ơi. Ừ, đúng rồi. Ngày nay khi mà thức dậy đó là bảy anh em tụi tôi sẽ đi làm, tụi tôi sẽ đi vô rừng sâu. Nàng Bạch Tiết ở nhà coi chừng nhà giùm cho tụi tôi nghe. Nhớ người lạ tới thì sao, mình có cho vô nhà không? Người lạ cho đồ ăn, mình có được ăn không? Thôi tôi đi làm đây. Tầm. Ôi, như vậy là nàng Bạch Tuyết đã bị tiêu diệt rồi. Trên cõi đời này không có ai được nghe sót. Cho tôi đi vô nhà tôi ngủ được không? Ông chạy em.
tôi đi đường xa tôi mệt quá à. Nàng Bạch Tuyết ơi, nàng Bạch Tuyết cho tôi vô nhà được không? Bạch Tuyết, nàng thật là dễ thương, có thể cho tôi nựng một cái được không? Không. Không có cho tôi nựng luôn mà. Ê, cậu đi ra, này, đi bắt cho tôi, đi. Nàng Bạch Tuyết, ở trong nhà này với ai vậy? Vậy hả? Ủa, rồi bảy chú lùn đâu rồi? Đi làm. Ta có một món quà này ta cho nàng, nàng có thích không? Không. Này là trái gì? Trái táo. Trái táo tên tiếng Anh gọi là gì? Apple. Đúng rồi, đây là trái táo. Ngon lắm à. Ăn luôn. Nè, tiếp ta đẹp rồi. Mày chơi sao mà đẹp hơn nữa. Ừ. Ăn đi. Ăn đi. Ăn đi. Rồi làm tiếp xỉu, xỉu, xỉu đi, xỉu. Ngồi xỉu rồi, nằm tiếp xỉu. Như vậy, nàng Bạch Tuyết đã bị ta cho ăn trái táo độc rồi. Từ nay, nàng Bạch Tuyết sẽ không còn trên đời nữa. Và ta sẽ giúp giải hoa hậu thế giới. Ha 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 ha. Trời tối nhá nha. Chú Lùng đã về. Ôi, ăn ngoài đi, ăn ngủ. Chú Lùng nhìn thấy Bạch Tuyết, chú Lùng buồn quá, chú Lùng đâu. Nè Bạch Tuyết ơi, nằm xuống. Ôi, thật là tội nghiệp. Rồi, là chú Lùng, cho bánh này. Cho bánh này. Nhàng đi, để nha, nằm xuống đi, tôi đổ bánh này. Nằm xuống lại lên. Rồi, nó như xỉu rồi nha. Thật là tội nghiệp. Ta đã dặn nàng Bạch Tuyết bao nhiêu lần rồi. Ta đã nói nàng Bạch Tuyết không được cho ai vào nhà. Không được ai nằm xuống, không được tiếp xúc với ai. Ai nằm xuống, và nhất là khi mà người lạ cho đồ ăn thì không được ăn. Tại sao nàng Bạch Tuyết lại ăn vậy hả? Người đã hại Bạch Tuyết đó chính là mũ phù thủy. Ê, nằm xuống đi. Trời ơi, chú Lùng già ăn mà. Quay lại. Tại chú Lùng sẽ quyết chiến nha. Cầm đi. Cầm lại đây. Đây, chú Lùng đã chiến thắng mũ phù thủy. Họ đâu ạ? Rồi, từ sang một hoàng tử xuất hiện. Chú Lùng ơi. Thì ra chính chú Lùng là người đã cứu cho, đã cứu nàng Bạch Tuyết đúng không? Cảm ơn chú Lùng nha, cảm ơn chú Lùng. Con nằm xuống đi, lộn chút nữa mới tỉnh nha mọi người. Thôi, thật là tội nghiệp nàng Bạch Tuyết. Ta sẽ đưa nàng về vương quốc của ta nha. Thế là hãy leo lên nữa, đi với ta nè. Thế là hoàng tử đưa xác của nàng Bạch Tuyết về vương quốc. Trên đường đi, ngựa chạy nhanh quá và dắt một cục đá. Thế là hột táo ở trong miệng của nàng Bạch Tuyết văng ra. Nàng Bạch Tuyết tỉnh dậy. Mở mắt ra nhìn xuống anh. Ồ đẹp quá. Ôi ta đã tỉnh lại rồi nó. Quay qua, cảm ơn hoàng tử đi. Không có gì, nàng Bạch Tuyết ơi, ta có thể ôm nàng được không? Từ đó, hoàng tử dẫn nàng Bạch Tuyết nắm tay. Hai người đi trung tâm về vương quốc. Đi. Rồi, tới vương quốc rồi. Bây giờ nàng Bạch Tuyết và hoàng tử đứng khác bên nhau chụp cái mình đi. Hai người cười đi. Cười. Mimi thích nhà cái gì? Mimi hát cái nhà là chuyện gì? Lão đại luôn á.
Khổ ba rồi. Thế bây giờ đó, đây là mình sẽ làm cho Mimi một cái nhà nha. Thứ nhất là mình sẽ làm cái mái nhà cho Mimi nha, được không? Được. Lớn. Rồi cái cửa này á, xong cho bà Mimi vô thì mình sẽ đóng cửa lại. Ok. Được. Cho Mimi vô nhà. Giờ bên này không muốn làm cái cửa sổ lớn vậy không? Mimi là bị chuẩn bị mới lạnh lùng hả? Mimi bị chống gió ói. À vậy hả? Làm thiếu thổi nhỏ nhỏ lại hả? Hiểu rồi. Rồi con lấy mình cho ba miếng này đi. Nè, thấy cửa sổ chưa? Đây là cửa hình vuông. Hình vuông rồi, đúng rồi. Để bắt đầu xong nha. Để bắt đầu làm mù cầu cho nha. Con muốn đăng ký sao rồi con thiết kế đi. Con làm cho cái nhà Mimi đẹp đi. Bây giờ mọi người mua một cái mèo xem nha. Wow. Con làm con ngựa rồi mà. Rồi con dán đi, dán vô đi. Rồi. Bây giờ bạn này thì gắn đèn nè. Đó, thấy chưa? Nè, cửa sổ thấy chưa? Đó. Bây giờ mình cần làm một cái khay đồ ăn với một cái đồ uống, đựng nước cho Mimi uống nước. Vô trong đồ chơi con thì có cái nào mà bỏ đựng đồ ăn đồ uống cho Mimi được không? Xong rồi. Tiếng tiền. Nè, con lấy cái này để bỏ vô trong cái khay đi. Đúng rồi, con để vô trong này. Con cho Mimi được không? Rồi, con mở cửa đi, vô cho Mimi đi. Nhưng phải mở cửa đây đi. Ừ. Rồi, mở cửa cho Mimi ra đi. Mẹ ơi, Mimi, thú. Con giọng đi. Ok. Tưởng con quên rồi. Rồi, chờ xíu qua làm bồn cầu cho Mimi nè. Mẹ ơi, đồ chơi nè, đồ ăn nè, cái nước nè. Mimi nó ok rồi á. Vậy hả? Rồi, bồn cầu của Mimi, được chưa? Nhưng phải cái lỗ đã. Có cái lỗ đó hả? Rồi, cho Mimi vô đi. Dạ. Bỏ vô đây. Đó nè, biết cửa kính vô chứ. Rồi, đóng cửa lại. Đó. Đó, bé Mimi thích nè. Đó, Mimi làm gì? À, chơi với bạn gì? Ba ơi, sống ở là nhà bự. Nhà bự. Cha ở. Ba. Ba với Mio ở. Thế thì bây giờ mình sẽ làm một cái nhà cho Mio ở nha. Ok. Dạ. Được luôn. Rồi bây giờ Mio khổ ba nha. Anh không tốn kém. Ok. Rồi dán đi. Đó đúng rồi đúng rồi đúng rồi. Chạy lắm rồi. Chị mẹ.
kiếm nó không không đó. Không, nó không biết ở đâu. Ê Mimi ơi. Ê Mimi à. Nói chuyện với nó buồn, nó đi chơi đó. Khó chứng xe xe. Chuyện với nó buồn, nó đi chơi đó. Con gà ơi, đừng đi nữa nha, lại bị con bị chảy máu nha con gà nha. Thì mình thấy là nếu mà gia đình có điều kiện thì chúng ta sẽ cho bé tự nuôi một con vật trong nhà để tiếp xúc với những con vật nhiều hơn, và sẽ cho bé có một cái nhìn toàn diện, một cái sự yêu thương từ một con vật cho tới sau này với xã hội. Như thấy nhà của Mimi đẹp không? Đẹp. Trứng hả? Không phải trứng, bóng đèn. Bóng đèn đẹp ha. Bây giờ nha, vô lấy mền đi, vô lấy gối đi, ra đây nằm ngủ nè. Trái cây bên đây nè, cái vườn cam ở bên đây nè, không có xịt thuốc mà không có sợ mình ăn bị gì hết á. Mình rất là thích mấy cái chỗ này, với lại mình cho Hùng Thâm nó đi vậy nó trải nghiệm. Cam không rồi con? Quá xài cam luôn á. Cẩn thận nha. Ôi, vượt qua đây nè. Sao mình quẹo qua bên đây? Nhá con dao đưa lên cục cho. Cái rổ này hả? Cái rổ này hái Hùng Tâm rồi chứ. Bà cho Hùng Tâm rồi. Rồi. Trời ơi, cái rổ của tôi đi hái cam đó bạn Hùng Tâm à. Thôi cái lên. Rồi, mình đi hái cam đi. Đâu, tôi trả lại lên. Quá, wow, cái này mềm xèo ba. Chín chưa? Chín, mềm là chín. Dạ. Có trái cam rồi. Wow, Hùng Tâm. Wow, sướng quá hả? Wow, cái trái cam này nặng quá. Trái cam này. Trái cam này phải ngồi xuống đây thôi. Con gì ở trong đây nè Hùng Tâm? Ủa nè, em nói con này là con cánh cam này đúng không? Mày nhỏ này nè, phải không? Hình như vậy hay sao? Nó trong vườn cam này nó phải là con. Con vườn cam đây là con cánh cam. Không, con này là con cánh cam, Tâm thấy không? Con nhỏ nhỏ. Phải không? Con bông. Con này con cánh cam, con. Con nhỏ xíu hả? Nè, có cái bạn mà. Quá đẹp luôn nè. Cái này người ta kêu là cam năm rồi hết nè. Hả? Không bao giờ có cam năm rồi hết anh. Dạ, cam. Chỉ có bưởi năm rồi thôi. Còn cam đẹp. Con này có vẻ là cam sành. Không phải. Cam sành, có sành xùi là cam sành á. Cam da vàng. Ủa, cam da vàng thì cái da nó phải màu vàng nên mới gọi vậy chứ.
Đấy, cái này màu vàng nè. Không tắm ở đây là cắm sành nha con. Mà má, giữ cái nổ cam này đi. Để hai cho con chỗ tay hái cho. Ui, trái này bự nè, nó không biết có chín không. Em coi thử coi nó mềm chưa. Cưng nhất hả? À chua hả? À chua thích cái này nè. Chế quá mềm nè. Con ơi, có trái này bự lắm nè con. Rồi, con bước xuống nè. Rồi, rồi, con bước. Rồi, con bước đây. Bước mạnh á. Trời ơi. Trời ơi. Này, nó tên mình á. Thôi bác cắt thử con trái nha, cả nhà ăn nha. Wow. Cam bao ăn nè. Bao ngọt đi. Này chắc hết rồi. Hình như bên kia trái vàng quá trời vậy anh. Thôi để qua bữa anh thấy. Thấy vậy thôi chứ con quá không có được. Dạ, có cái thuyền kìa. Dạ, có cái thuyền kìa. Anh đi thuyền. Anh đi được mà. Tưởng tượng á. Được chứ, anh làm siết mà. Anh ngồi trên đó rồi để cho nó tự trôi à. Con bà ba con nè. Cái này giống tay du ký vậy thôi. Ê, cái này có má. Nguy hiểm hả? Không lắm mà mình bơi thôi, cho mát, trời cũng đang nóng mà bà bác. Nó sập lên ta. Qua con bà bác nha. Rồi sao? Anh đi bằng niềm tin. Ba đẹp. Wow. Quá dữ. Em nghĩ tới kia anh cũng không hái được quả nào mà đứng tại trận quá. Ê. Không để khỏi ai cứu anh được á. Anh đi đừng có xa quá. Đừng có xa. Thôi bên đây nè là tới rồi. Cô vũ cho bà bá là bà bá trước mặt con nè. Nó làm gì kìa. Wow. Hay đó biết rồi nè. Qua con cái tướng chào xì thì của bà bá nè. Oh. Qua cái tướng chào thì kìa. Qua quá trời cam luôn. Hái ra đây. Qua cam quá bự luôn á. Khó. Khó. Chiêu Cà Mau. Ủa anh đang ở Vĩnh Long. Chiêu Cà Mau. Thôi không có liên quan mà. Ba ra khỏi khung trời âm nhạc. Gia đình Hùng Tâm xuống đất Tam Bình. Chú Sáu cho bao nhiêu là cam ngon á. Bà bá cẩn thận kéo kèo lý tùm lũng mà không tới đó. Ơi bà bá ơi, cẩn thận cả rổ cam nó ụp xuống.
nhìn nó thấy giống vật hãng lạ vậy đó con. Đầy rổ quá à. Oh yeah. Đi vô cái vườn cam đó, cái việc mà mình nhớ nhiều nhất là được hái những cái trái cam. Và điều thú vị hơn nữa là Nghiệp được tự lần đầu tiên chèo cái chiếc thuyền nhỏ như vậy, mà có thể nói là chưa bao giờ mình chèo thuyền mà mình giỏi như vậy. Mình cảm thấy mình phục mình. Ủa đúng rồi.